Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thông tin và đánh giá xe của TopKVN. Lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn quý anh chị các bạn trong thời gian vừa qua cũng đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ đối với TopKVN. Và trong video ngày hôm nay cũng là dịp đầu của tháng 1 năm 2021 thì mình cũng sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn một cái dòng xe hiện tại đang được cực kỳ nhiều những cái chương trình ưu đãi đến từ đại lý dành cho quý khách hàng trong chương trình của tháng 1 năm 2021 này. Như quý anh chị các bạn đã biết thì đầu năm vừa qua thì cái việc mà giảm 50% lệ phí trước bạ cũng đã kết thúc rồi. Vậy là từ bây giờ, từ cái thời điểm tháng 1 năm 2021 này, tất cả những khách hàng ở tỉnh thì phí trước bạ chúng ta sẽ quay trở về là 10%. Những khách hàng ở thị trường Hà Nội thì phí trước bạ của chúng ta sẽ quay trở lại là 12%. Đồng nghĩa với cái việc như vậy thì cái việc mà tính cái giá xe lăn bánh cũng có sự thay đổi. Giá xe thì có thể không thay đổi, tuy nhiên giá lăn bánh đã thay đổi do mức thuế đã thay đổi rồi quý anh chị các bạn ạ. Và chiếc xe cụ thể mình muốn cập nhật cho quý anh chị các bạn ngày hôm nay là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản số sàn. Hyundai Elantra phiên bản số sàn. Đây là một chiếc xe mà thực sự là cũng khá hiếm hiện nay trên thị trường. Như quý anh chị các bạn đã biết thì những cái dòng xe mà thuộc sedan trong phân khúc C chẳng hạn, thì ví dụ như là Corolla Tiết này, hay là Kia Cerato, hay là Mazda 3, thì chiếc xe trong phân khúc C mà làm phiên bản số sàn này thực ra trong phân khúc rất là ít. Tuy nhiên hiện tại thì Hyundai Elantra thì vẫn còn chiếc xe phiên bản số sàn này. Hyundai Elantra phiên bản số sàn thì thực sự chỉ tập trung vào những khách hàng. Thứ nhất là chúng ta thích một cái dòng xe trong phân khúc hạng C, một cái không gian. Cái không gian rộng rãi với Accent thì chiều dài cơ sở lên đến 2m7. Như vậy là chúng ta phải hình dung là cái không gian bên trong của cái khoảng không gian bên trong rất là rộng rãi hơn rất nhiều cho các chiếc xe trong phân khúc hạng B. Ví dụ như là Toyota Vios hay là Hyundai Accent. Đầu tiên là những người thích một cái không gian rộng rãi này. Cái thứ hai nữa là những người thích đi phiên bản số sàn và trong cái tầm giá thì cũng tương đối ổn. Hyundai Elantra đáp ứng được cái vấn đề như vậy. Đó, nếu như những khách hàng nào đâu đó chúng ta quan tâm đến những cái dòng xe hạng B hiện nay thì chúng ta gần như là chúng ta cảm thấy là cái mức giá hiện tại đang rất là cứng nhắc và tương đối là cao so với cái thời điểm trước. Đó, thì các bạn nếu các bạn cố thêm một chút nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể là lên được Hyundai Elantra này phiên bản số sàn các bạn nhé. Đó, ví dụ như là Hyundai Accent hiện tại đâu đó mức giá xe cũng là tầm 570, thì chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản số sàn này thì mức giá thì cũng khoảng tầm 569. Đây là mức giá báo hiện tại của các đại lý đến báo cho quý khách hàng. Tuy nhiên tại thời điểm này thì tại đại lý của mình thì cũng có nhiều chương trình ưu đãi cả về tiền mặt lẫn phụ kiện dành cho quý anh chị các bạn nếu các bạn đi mua về chiếc xe Hyundai Accent, Hyundai Elantra phiên bản số sàn này. Với Elantra phiên bản số sàn này thì hiện tại thì đang có mức giá bán là 569 triệu đồng là mức báo giá tới tay khách hàng. Và mình tính sau khi mà trừ đi chương trình khuyến mại thì giá lăn bánh ở tỉnh cho quý anh chị các bạn là 631 triệu đồng. Và mức giá lăn bánh ở thị trường Hà Nội cho quý anh chị các bạn với chiếc xe này là 661 triệu đồng quý anh chị các bạn nhé. Đó là mức giá lăn bánh mới nhất mình cập nhật đầu tháng 1 năm 2021 này dành cho quý anh chị và các bạn. Tuy nhiên đó là mức giá báo hiện tại cho chiếc xe Elantra này. Ngoài ra nữa thì đại lý cũng dành cho tặng cho quý khách hàng những cái phần quà khuyến mại nhân cái dịp cuối năm, cái tầm dịp cuối năm âm lịch như thế này. Ví dụ như hiện tại Elantra này thì nếu khách hàng nào lấy trong chương trình của tháng 1 dương lịch này thì khách hàng có thể được tặng những cái phần quà với phụ kiện tương đối là giá trị. Ví dụ như các bạn được tặng về thảm sàn, bọc vô lăng da, nước hoa, thẻ bảo dưỡng, dịch vụ bảo hưởng, bảo hành dịch vụ của đại lý. Tiếp theo nữa là có thể tặng quý chị các bạn thêm về dán kính cách nhiệt hoặc là tặng quý chị các bạn về cái camera hành trình. Đó là những cái chương trình khuyến mại về phụ kiện mà mới nhất mà mình vừa cập nhật được tại cái thời điểm đầu của tháng 1 năm 2021 này. Nói qua một chút về chiếc xe Hyundai Elantra này, để những khách hàng nào chúng ta đang phân vân, chúng ta đang tìm hiểu thì chúng ta đâu đó chúng ta có thể đưa ra quyết định. Ví dụ như các bạn có thể đưa ra, nếu các bạn thích đi số sàn chẳng hạn thì chúng ta có thể đưa ra quyết định mua hay không một cách nhanh gọn dễ dàng. Thứ nhất là các bạn sở hữu một chiếc xe sedan trong phân khúc C rất là rộng rãi, không gian rộng rãi hơn rất nhiều so với các xe hạng B. Cái thứ hai nữa là cái khung gầm và những cái khung gầm này và cái cảm giác ấy, mình đang nói về cái cảm giác độ vững chắc của chiếc xe Elantra này phiên bản số sàn này hơn hẳn những chiếc xe trong phân khúc B quý anh chị các bạn ạ. Đấy, không phải ngẫu nhiên mà cái tầm tiền của Elantra số sàn này bằng cái phiên bản cao nhất của những cái dòng xe phiên bản số tự động trong phân khúc B quý anh chị các bạn nhé.
Đó, ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy về cái công nghệ đèn của chiếc Elantra này thì cũng sử dụng công nghệ đèn tương tự như phiên bản cao nhất của chiếc sedan trong phân khúc B, vẫn là sử dụng đèn của chúng ta sẽ là sử dụng công nghệ đèn là đèn halogen. Đèn halogen dạng bóng chiếu projector quý anh chị các bạn nhé. Ngoài ra trong cái phần cụm đèn này, chúng ta được kết hợp cái vân, kiểu như cái vân, cái vảy vân này nhìn nó rất là nổi bật và rất là cá tính. Cái nữa là chúng ta trang bị một cái đèn LED định vị ban ngày trên đây theo cái hình lưỡi liềm như này. Các bạn để ý trước Hyundai Accent phiên bản 2021 bản mới nhất thì cũng sử dụng cái kiểu dạng đèn là tương tự y như này luôn. Cũng cái dạng LED cũng cái theo thiết kế theo kiểu như này luôn. Đó. Còn về cái phần đầu xe của Elantra số sàn thì mình thấy là cũng khá là bắt mắt. Cấu tạo với nhau bởi liên kết với nhau bởi những cái hình cái đường song song được ốp mạ chrome mảnh như này. Nhìn nó khá là chi tiết và lịch sự hơn rất nhiều theo kiểu ốp mạ chrome bản đen bản to. Mình thích cái kiểu mảnh như này. Nhìn nó rất là sáng. Đấy. Và với Elantra phiên bản số sàn thì chúng ta vẫn được trang bị một cái đèn halogen ở đây, đèn halogen, đèn sương mù ở đây. Bóng halogen quý vị các bạn nhé. Nhìn rất là cá tính. Đây là cái hốc hút gió này, sẽ làm mát cho cái phanh đĩa đằng sau này. Đó là về cái phần đầu xe thì mình nghĩ là khá nhiều người khách hàng thích cái kiểu phần đầu xe của chiếc xe Elantra này. Đó, còn hiện tại thì tiếp theo là sang mời quý vị các bạn chúng ta sang cái phần hông của chiếc xe Elantra phiên bản số sàn này. Với phiên bản số sàn thì các bạn sẽ sử dụng cái mâm. Cái đầu tiên các bạn quan tâm là cái mâm này sẽ là sử dụng là mâm đa chấu quý anh chị các bạn nhé. Mâm đa chấu và là mâm 15 inch. Vành là vành đúc hợp kim nhôm các bạn ạ. Đó, vành là vành đúc hợp kim nhôm. Cả bốn bánh của chúng ta thì đều được trang bị là phanh đĩa. Với phiên bản số sàn, tuy nhiên cả bốn bánh đều được trang bị phanh đĩa và có phanh ABS quý anh chị các bạn nhé. Phanh đĩa và có ABS, có phân bổ lực phanh điện tử với phiên bản số sàn này. Đó, về phần gương thì sao? Gương chiếu hậu này thì với phiên bản số sàn sử dụng là gương này là gương cơ quý anh chị các bạn ạ. Gương là gương cơ nhé. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể là tích hợp gương điện ở đây một cách dễ dàng được. Đó, cũng được tích hợp xi nhan trên gương này. Về tay nắm cửa thì cũng được ốp mạ chrome rồi. Bản số sàn thôi nhưng mà vẫn được ốp mạ chrome. Vẫn có nút bấm của chìa khóa thông minh Smart Key đây. Nói tóm lại là về phần hông xe thì cũng nhìn cũng khá là mượt mà. Ví dụ các bạn nhìn có một cái mảng gân ở đây của chiếc xe Elantra này, giúp cho cái phần hông của chiếc xe này nhìn nó cứng cáp hơn nhiều. Thực sự là cái miếng gân nổi bật lên cũng không quá thô nhưng mà nó tạo là cái cảm giác cứng vững hơn cho cái phần cánh cửa đằng trước người lái và cánh cửa khoang sau này. Đó, thì về sau nữa là xin mời quý anh chị các bạn về cái phần đuôi của chiếc xe Elantra. Các bạn nhìn thấy về phần đuôi thì Elantra thì là có chữ Elantra ở đây được viết cách điệu như này. Một chiếc xe được viết cách điệu như này, đằng trên là chúng ta có logo được ốp mạ chrome của Hyundai rồi. Các bạn nhìn này, cái mắt, đây là cái mắt của cái camera nùi được theo xe, trang bị theo xe quý anh chị các bạn nhé. Camera nùi theo xe này. Đó, ngoài ra thì chỉ với phiên bản số sàn thôi nhưng các bạn cũng được trang bị đến 4 cảm biến lùi. Gần như là Hyundai, các dòng của xe Hyundai trang bị về những cái công nghệ tiện ích, những công nghệ trang bị cho người dùng có thể là nhận biết được những cái vật thể cả đằng sau, ví dụ như cam nùi, cảm biến lùi là rất là đầy đủ. Gần như các dòng xe bản nào cũng có hết. Mình rất là thích Hyundai ở cái điểm như vậy, trang bị gần như là đầy đủ cho quý chị các bạn. Còn về mở cốp thì cốp của bản số sàn thì các bạn chắc nhiều người quan tâm đây, các bạn chỉ cần ấn vào khu vực chữ logo Hyundai này này, chúng ta có thể một cái không gian cốp nó quá rộng rãi đây, các bạn có thể nhìn bên trong này, đâu đó các bạn để thì chắc là rất là nhiều đồ luôn, nó rộng hơn, rộng rãi hơn rất nhiều. Đó cũng là một lý do mà các bạn có thể nghĩ sang một chiếc xe số sàn trong phân khúc C đấy. Thì sau đây thì xin mời quý anh chị các bạn chúng ta sẽ đi qua một chút về không gian nội thất bên trong. Một chút nội thất bên trong thì với số sàn thì hiện tại ghế của chiếc xe Hyundai Elantra này chúng ta sẽ sử dụng là ghế nỉ các bạn nhé. Ghế nỉ dạng cao cấp các bạn ạ. Nhiều người sẽ không nên ghế da đâu, vì thực ra người ta lại tiếc cái chất liệu nỉ như thế này. Tuy nhiên là theo mình thì cũng nên bọc một lớp da ở bên ngoài. Khi mà bọc cái lớp da bên ngoài thì cái việc mà chúng ta đổ những cái ví dụ như là chúng ta bị nước ra ấy thì nó sẽ không bị ngấm xuống ghế. Đấy là điều mà mình nghĩ là nó cần thiết ở điểm đấy thôi, chứ còn sàn nỉ hay là không nỉ thì cũng chả vấn đề gì lắm. Về không gian bên trong thì mình nói rồi, một chiếc xe sedan phân khúc hạng C ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ là hơn
chiếc xe ở phân khúc hạng B rồi, không gian rộng rãi hơn, chiều dài cơ sở tốt hơn, dài hơn, nó không gian thoải mái hơn. Những người thích đi số sàn thì mình nghĩ là cũng chả có vấn đề gì lắm. Ở trong cái tầm tiền hiện tại thì đại lý đang hỗ trợ cả về khuyến mại cho quý anh chị các bạn thêm về tiền mặt này, về phụ kiện này, thì các bạn chắc không phải lăn tăn nhiều lắm. Một cái vô lăng ba chấu bọc da này được tích hợp nút bấm về về điều chuyển âm lượng này, chuyển kênh này, đàm thoại rảnh tay này. Đó, chúng ta cũng được trang bị một cái màn hình giải trí ở đây, có đầy đủ tích hợp như radio, media, Apple CarPlay, Bluetooth, kết nối Bluetooth, và có tích hợp map phát triển của bên Hyundai. Chiếc xe này thì có đèn nổ start top này. Hộp số tự động của chúng ta là gồm 6 cấp số tiến và một số lùi này. Cũng có bệ tỳ tay. Nên nói tóm lại là cái không gian bên trong của chiếc xe Elantra này thì mình cũng khá là ưng, rất là đầy đủ. Ví dụ điều hòa chúng ta cũng là điều hòa chúng ta là điều hòa cơ thôi. Và cũng có đầy đủ các jack như là USB này, cổng 12V. Các bạn thích cái xe Elantra này thì mình nghĩ là quan trọng là cái không gian bên trong thôi. Chứ còn về cái những cái tiện ích theo xe thì mình nghĩ là cũng khá là đầy đủ với chiếc xe này. Và hiện tại thì mình cũng nói cho quý anh chị các bạn rồi, nếu như các bạn nào chúng ta có thể chuyển từ những cái dòng xe trong phân khúc B chúng ta lên được Elantra số sàn này thì mình nghĩ cũng là một sự lựa chọn tương đối ổn tại cái thời điểm này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Tốc KVN. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn.